Alo, xin chào các bạn, lại là mình đây, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên channel của mình. Chúc các bạn một ngày mới học tập và làm việc tràn đầy năng lượng. Ok, và đây là chiếc video đầu tiên của năm 2022. Chúc tất cả mọi người một năm an lành, gặt hái nhiều thành công và thật nhiều sức khỏe. Và hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Shirahoshi, cô nàng công chúa người cá trong Vua Hải Tặc cho các bạn xem nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích và có một khoảng thời gian vui vẻ. Giới thiệu một chút về nhân vật thì Shirahoshi là một nàng tiên cá khổng lồ và công chúa của vương quốc Ryugu, là con út trong số những người con của vua Neptune trong hoàng tộc Neptune. Mặc dù có kích thước lớn nhưng Shirahoshi có một tính cách rất mỏng manh. Cô ấy dễ sợ hãi và nhanh chóng bật khóc bất cứ khi nào cô ấy buồn bã. Shirahoshi còn là một cô gái ngây thơ với trái tim trong sáng hiền lành, không dám làm tổn thương bất kỳ ai hay bất kỳ sinh vật nào. Trước khi gặp Luffy thì Shirahoshi luôn bị giam lỏng ở trong phòng và trò chuyện với chú cá mập tên Megalore. Ok, đó là một chút thông tin về công chúa tiên cá Shirahoshi mà mình mang đến cho các bạn. Chúc các bạn xem video thật vui. Thank you.
mọi khi nếu các bạn thấy video này hay thì hãy dành tặng mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và nếu các bạn có bất kỳ ý kiến hay đóng góp nào có thể cho mình biết bằng cách bình luận phía dưới để mình cải thiện bản thân tốt hơn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.